hoạt động hình thành phát triển với rất nhiều những hoạt động, các chương trình offline, online, giao lưu gắn kết để chúng ta trở thành một tổ chức vững bền, một ngôi nhà chung PCX mà nơi đó mỗi thành viên chúng ta đều từng thấy sự gần gũi, đam mê và sự chia sẻ trong cuộc sống. Và chính những đó thì điều đến ngày hôm nay, ngay tại khu sinh thái thơ mộng Nàng Ba Tra này thì chúng ta đã được tụ tập về đây để cùng chung vui và kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 7 của câu lạc bộ và ôn lại những kỷ niệm mà chúng ta đã trải qua trong những năm vừa qua. Và thưa anh chị em, đóng góp vào sự thành công của buổi lễ sinh nhật câu lạc bộ ngày hôm nay, ngoài công sức, sự nhiệt huyết của anh chị em có mặt ngày hôm nay thì chúng ta có rất nhiều anh chị em đã đóng góp thêm về mặt vật chất để buổi lễ thêm trọn vẹn. Và ngay sau đây thì tôi xin phép được giới thiệu những anh chị em đã có cái sự tài trợ cho câu lạc bộ trong ngày hôm nay ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì đầu tiên cảm ơn anh Tuấn Ảnh thì đã tài trợ ở cái đi tất cả các banner của chúng ta ngày hôm nay, và anh Phun Nick Trường thì đã tài trợ là 5 móc treo gắn ghi đông, 1 cặp bao tay RCB và 1 sơn một đôi vành. Thì Lan Anh thì tài trợ ở câu lạc bộ 1 triệu đồng ạ. Vâng, anh Nguyễn Trung Thông thì tài trợ câu lạc bộ 10 lít rượu Kim Sơn. Anh Tuấn Dũng thì 5 lít rượu Hà Tĩnh. Anh Hiếu Hoàng thì 10 kg ổi nhà trồng. Anh Dương Mala Sugunung là người Lào đấy ạ, thì tài trợ 2 thùng bia Lào. Vâng, riêng anh Tống Minh Sơn thì có tài trợ 1 đôi gương ạ. Anh Sơn thì hiện nay đang sinh sống ở Nha Trang, hôm nay thì cũng bay ra ngoài này để chung vui của chúng ta. Vâng, là PCX Nha Trang, đại diện cho đội Nha Trang. Với một thành viên giấu tên thì có tài trợ 1 con lợn quay và 1 tủ bia hơi Thạch Xanh. Vâng, và anh Dương Thế Hiển thì tài trợ 5 giờ đỡ bình nước với 1 giờ đỡ điện thoại. Shop đồ xe máy của chị Quỳnh thì có tài trợ 2 dàn ghi đông biker và 1 ốp theo dầu trước của biker. Anh Trần Trung Thu thì tài trợ 10 lít rượu quê. Bên hội quán Telexic PCX thì cũng gửi cho chúng ta 50 chiếc khăn rằn để theo logo. Chút nữa thì anh Quang sẽ phát cho mọi người để cũng chụp ảnh chung để cho đẹp và tặng cho mỗi người 1 chiếc khăn rằn của hội quán PCX.